Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Ngày, ngày hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, ngày 9 tây tháng 8 của năm 2024. À, nhiều khán giả khi mà coi lại những chương trình mà chúng tôi uh, uh, post lên trên Youtube hay là Facebook, ấy, uh, nhiều lúc nói là ô khi nói mỗi bản tin gì đó nhớ nhắc dùm là cái uh, thời gian, ngày nào để không thôi khi mà chúng tôi coi lại không biết lúc đó diễn ra là lúc nào hết thì thật ra mỗi một cái bản tin lên nó đều có cái, cái khi mà post lên như vậy quý vị sẽ thấy được cái ngày nó đi kèm ở trong trên youtube cũng vậy trên facebook cũng vậy cho nên nhiều khi trong cái lúc nói chuyện Ờ ngày hôm nay cái tin này diễn ra là ngày thứ ba ngày thứ sáu vân vân nhưng mà không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều Nhưng mà quý vị có thể muốn uh, Cái thời gian đó chắc chắn hay không Quý vị xem cái timeline Ở trên Youtube hoặc Facebook Để tránh có nhiều người uh, Khi mà tự nhiên đi đi trên đường Hoặc là bất chợt xem lại Ồ thấy cái tin đó hiện lên cái Xong rồi xem cái Trời ơi cái tin này từ 3 năm trước rồi Mà bây giờ mới nói Thì chúng tôi đã nói 3 năm trước Nhưng mà bây giờ Quý vị đang xem ngược trở lại Chứ không phải là Cái tin đó đang được nói Trong cái lúc hiện tại Dạ vâng <laughs> ờ uh, vậy ngày hôm nay mình có nên nói ngày không ta <laughs> vừa mới nói ngày xong, nói ngày xong. À, <laughs> nhưng thử... mà có những cái bản tin đó, nó sẽ không có liên quan gì tới ngày hết ừ. ví dụ như là cái chuyện uh, quý vị nhìn thấy lê thấy nhìn thấy cái ly một cái ly uh, cà phê ha ở trên này là có cái cream rồi có cái bột rắc 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 ở trên đó cái này ở trên này người ta thường là rắc là quế hoặc là pumpkin spice thì không biết là uh, quý vị ở đây có thích có nghe hay là có từng sử dụng nhiều cái pumpkin spice không? Dạ yeah, không em không Đó. sử dụng em có uống em có uống cái Starbucks thì có khi khi mà nghe đến pumpkin spice tức là cái gia vị bí người ta hay để hình cái trái bí ngô ở đây đúng không? Nhưng mà nó có liên quan không? Có phải là cái gia vị này đã được làm từ cái trái bí này ra hay là không? Hoặc là mỗi một năm quý vị à, khi mà đi order giữ những cái, 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 cái tiệm mà Starbucks á, sẽ thấy nhiều lắm cái vị à, pumpkin spice hay là dĩ nhiên cái bánh cái bánh mà spy mỗi mùa đến uh, halloween á người ta nhiều thì cái đó có hay là không quý vị sẽ thấy nhiều lắm để cái bột này nè hay là mình đi uh, thấy những cái hũ người ta bán để mua về họ dùng để rắc rắc lên trên uh, các thức uống cũng có mà dùng để làm nấu đồ ăn cũng có thì khi mà nói cái tin này thì không cần phải nói ngày tháng bởi vì năm này qua tháng nọ đều có sử dụng cái này hết um, nhiều người thắc mắc á là ồ cứ, cứ nghe cái chuyện mà Pumpkin Spice hay là bây giờ nhiều cái ly cà phê sắp rửa ra nhất là ở Starbucks. Quý vị sẽ thấy là Pumpkin Spice Cream Corn Brew, tức là cái ly cà phê xong ở trên có cái cream rồi cái rắc lên cái 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 bột mà quý vị nhìn á. Thì có cái điều rất là thú vị đó là nghe là Pumpkin Spice nhưng mà trong cái thành phần nó không hề có miếng bí hay là cái hạt bí nào hết á. Mà tại sao người ta gọi như vậy? thì đơn giản nó là cái tên nó là như vậy chứ không nhất thiết là phải có cái 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 chất bí ở trong đó thì thường ở trong cái hỗn hợp này người ta sẽ có ở trong đó có hạt quế nè, có quế, quế xay ra rồi có cái hạt họ gọi là nhục đậu khấu. Không biết cái cái dịch đã tiếng Việt như vậy mình cũng không biết gọi nó làm sao cho nó nó, nó, nó hình dung ra được. Có gừng nè, à có hương nè đó là những cái hoặc là có thêm một cái gia vị của cái vùng mà jamaica đó, họ nói là cái này nó có từ lâu đời rồi từ ở bên anh nè rồi các tiểu vương quốc ả rập cũng có nè rồi nhiều cái quốc gia khác và khi mà nó qua mỹ người ta dùng nó như một cái gia vị nấu ăn thôi nhưng người ta biết nhiều nhiều đến nó là bởi vì sao nhất là khi mà Starbucks người ta đưa vô rắc 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 thay vì quý vị mua cà phê xong quý vị để ý nhiều cái chai người ta để ở ngoài để cho người rắc thêm để thêm hương vị á người Việt Nam mình thì không có thói quen uống uống cà phê đen là cà phê đen đúng không không có rắc rắc mấy cái này lên thì cái chỉ riêng cái gia vị này thôi á là hàng năm á gọi là người ta có thể thu được là khoảng riêng Starbucks thôi nha đang nói Starbucks mà những cái cái uống mà có rắc cái này á, một năm họ thu trung bình khoảng 80 triệu đô la. Ừ. Khoảng 80 triệu đô la, còn cái, cái 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 công ty mà nó chế biến những cái này á thì một năm cái lợi nhuận nó thu về cũng rất là nhiều. À, tuy nhiên có người, người ta đặt ra là ủa thì đến bao giờ thì à, cái cơn sốt gọi là pumpkin spice hay là gia vị bí ngô này nó sẽ kết thúc, nghĩa là người ta không nhắc đến nó nữa. Thì cái câu trả lời nói rằng là cũng khó lắm, nhưng trong cái năm nay á cái chiều hướng người ta thấy khi mà kinh doanh những cái đồ ăn thức uống mà rắc cái này á hình như nó có giảm xuống một chút xíu, giảm xuống một chút xíu. À, cho nên đó là một cái điều nhất là đến tháng 10 sắp tới đây khi mà cái lễ Halloween đến thì quý vị sẽ thấy người ta bán những trái bí á. À, nhìn trái bí đó thì trong đầu hả bật lên liền pumpkin spice. Nhưng mà giữa trái bí đó và cái gia vị này không có liên quan gì với nhau hết ờ một số người người ta rất là thích những cái vị này nha quý vị ừ. nhưng mà khi mà người việt nam giống như chị lan nói á, thì chúng ta lại không quen nhất là cái mùi quế chúng ta có thể nấu ăn ừ. bỏ vào trong thức ăn ướp vào trong thịt nướng này nọ nhưng mà riêng mà bỏ vào trong những cái thức uống hay những cái loại bánh á, thì đa phần người việt nam của mình à, nó riêng người việt nam thôi thì lại không có thích cái vị quế ở trong cái bánh nhiều ờ, một số cái bánh nào đó thôi thưa quý vị à, quay trở lại cái phần tin ngày hôm nay um, vào tuần trước thứ sáu tuần trước á, thì có một cái vụ thưa quý vị À, đó là một cái nữ vô địch cờ vua ở Nga. Cái cô này, thưa quý vị ở trên màn ảnh thì quý vị thấy hình ảnh của cái cô gái này, cô đã từng là vô địch cờ vua của quốc gia của nước Nga và trước khi mà cô chuẩn bị thi đấu một cái cuộc thi đó, thì cô đã có một cái hành động đáng nghi ngờ và vừa qua thì trong ngày hôm qua cô đã bị cảnh sát ở Nga người ta bắt, bắt vì lý do như thế nào? Cô này đã bị một cái camera giám sát ở trong cái phòng thi này nè. Có nghĩa là cái cuộc thi nó gần diễn ra khoảng gần 30 phút sau đó Thì cô mới vào trong cái phòng thi này Trước khi mà cô thi đó cô vào trong phòng thi này Thì cô mới hỏi một một số người ở trong đây á Là không biết là cái phòng thi của mình á, là cái camera nó bật lên chưa Để mà cái thường thường những cái cuộc thi á Thường như là những cái camera người ta theo dõi đó Người ta sẽ mở lên để người, người ta theo dõi từng bàn của thí sinh Từng cái góc mà thí sinh thi để mà xem cái cách những cái thí sinh đó thi rồi đối, đối đó đáp với nhau như thế nào, đối chọn với nhau như thế nào trên cái bàn cờ. Thì cô hỏi như vậy, cô hỏi vài người, nhưng mà người ta không có mảy may, người ta không nghĩ gì cả, nghĩ là cô gọi, cô hỏi về cái vụ là camera như thế nào thôi. Nhưng thật sự thưa quý vị, cô này tên là Amina Abakarova, năm nay 43 tuổi. Cô đã lén vào trong cái phòng này và chét cái thủy ngân vào trong cái ván cờ và từng cái con cờ của đối thủ của mình. Mà cái đối thủ của mình là ai? Đối thủ của cô là Uma Ganat Osmanova, năm nay 30 tuổi, cũng là người một cái người bạn thời thơ ấu của cô, cũng là một trong những cái đối thủ đáng gờm của cô trong rất là nhiều năm qua, là người thi đấu cờ vua luôn. Thì khi mà cô bước vào trong cái phòng này, cô đến ngay cái bàn cờ đó và cô người ta thấy cô là không biết những lý do nào. Cô đi rồi cô bắt đầu cô nhìn qua, nhìn lại, mắt cô lấu điên cô nhìn. Xong rồi cô dừng lại ngay cái bàn cờ này. Và khi cô dừng lại cô lén lén cô lấy ra từ trong người một cái lọ gì đó chất lỏng. Xong rồi cô bắt đầu cô bôi lên từng cái ván từng cái con cờ ở trên cái ván cờ của đối thủ như vậy. Rồi cô bắt đầu cô giấu bằng cách là không có để dấu tay. Cô mới lấy cái con cờ đó cô bôi cô, cô chùi hết ở trên cái mặt bàn bằng cờ đó. Xong rồi cô mới quay đi. Và khi mà cái camera người ta camera này người ta trích xuất lại người ta coi lại đó thì người ta mới phát hiện ra cái chất á mà cái cô gái này bôi vào đó là thủy ngân thưa quý vị đây là một trong những cái chất độc mà nó rất là độc khi mà người ta tiếp xúc với một cái số lượng mà vừa phải đủ để mà giết chết một người thì có thể là giết người ta ngay lập tức à, theo những cái đối thủ đã nói chuyện với cô tại cái giải đấu này á, thì cái cô abakarova này đã đã tấn công đối thủ của mình và đã có hiềm khích của đối thủ của mình là cái cô uh, osmanova này từ rất là lâu rồi từ nhiều năm trước thành ra khi mà gặp cái cô gái này á tham gia cái cuộc thi đấu này. tự nhiên cô nảy sinh ra là có chuyện là cô cô muốn trả thù và cô đã chuẩn bị sẵn cái lọ thủy ngân trong người mình sẵn rồi và khi mà cái cuộc thi chưa bắt đầu diễn ra hai 20 phút đó thì bắt đầu cô mà chét những cái 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 thủy ngân vào trong đó. À, khi được hỏi vài nhân chứng là cô à, tại sao mà cô, cô 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 mấy người này họ thấy cái cô gái này thực hiện cái, cái 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 hành động đó tại sao không báo liền thì họ nói là họ không có nghĩ gì cả, tại vì họ chỉ nghĩ là cô chỉ hỏi về cái vấn đề mà camera giấu ở trong đó thôi chứ không nghĩ là là cái cô này có hành động như vậy à, vì bị nghi ngờ thì cái đoạn phim mà từ cái camera đưa lại thì bên bang tổ chức một cái thẩm phán người ta đã cử cảnh sát tới và bắt đầu điều tra và bắt cô này ngay cả cái chủ tịch liên đoàn cờ vua của nga người ta cũng không nghĩ nổi là không hiểu nổi lý do tại sao cô này lại có thể mà có một cái hành động như vậy hiện nay thì nga người ta cũng đang tổ chức một cái cuộc điều tra với cái cáo buộc là gây thương tích và cố ý giết người với cái cô gái này à, tuy nhiên thì ở cái cuộc thi này người ta không có chờ kết quả của cảnh sát người ta sẽ giám định như thế nào nhưng người ta đã trúc phế cô đã không cho cô rồi uh, tiếp tục cuộc thi này và có thể là sẽ cấm cô vĩnh viễn không được thi đấu cờ vua ở nước nga suốt cuộc đời và cô cũng sẽ đối mặt với những cái cáo buộc liên quan đến cái tội là cố ý gây thương tích và cố ý giết người là một cái người bạn của mình một cái người trong thời thơ ấu cũng là một đối thủ của mình uh, quý vị và các hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bỏ trợ trở lại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, hôm tuần trước trong chương trình Cà phê sáng thì chúng tôi có đưa tin liên quan đến chuyện là một cây cậu thiếu niên 15 tuổi cùng với bạn mình bơi buổi tối ở ngoài biển Hinton Beach thì sau đó đã bị mất tích à, người ta đã tìm kiếm rất là nhiều và trong suốt 24 giờ liên tục tìm kiếm thì không thấy được xác của cậu bé này cho nên là cảnh sát và đội cứu hộ đã tuyên bố rằng là họ dừng cái cuộc tìm kiếm đó mặc dù rất là đau lòng à, Tuy nhiên ngày hôm qua, thì thông cáo báo chí gửi ra cho biết là họ đã tìm thấy thi thể và sau khi mà kiểm tra xét nghiệm xong thì họ khẳng định đó là cái cậu bé đã bị mất tích. Mặc dù hình ảnh ở đây có thể là gia đình cung cấp đưa lên nhưng mà tên của cậu bé này thì vẫn không có được công bố. Xác của cái cái thi thể của cậu bé đó là được tìm kiếm vào ngày 5 tây tháng 8 mà lúc người ta tìm được á là nói là nó ở gần cái chân cầu của cái chỗ cái trạm mà trạm mà uh, cứu hộ số 3 cái tower 3 ở gần đó ngay chỗ Huntington Beach nhưng mà có thể là đến lúc đó nó tạt nhiêu đó hay là nó vướng ở đó sẵn vân vân người ta không biết chỉ biết rằng là suốt 24 tiếng đồng hồ tìm kiếm thì không ra được cậu bé này mà tối ngày hôm 28 tháng 7 tức là ngày mà cậu bé này cùng với người bạn của mình cũng 15 tuổi luôn hai người bơi xong sau đó thì cái cậu bé kia vô bờ được và không thấy người bạn của mình thì mới hô hoáng lên rồi mọi người đi tìm tìm suốt đó thì nó là ngày hôm đó thì cái chỗ đó có cái cái vòng nước xoáy cũng khá là mạnh Um, cái lúc mà cái lúc mà những cậu bé này bơi á thì người ta nói là ở đó là ở gần xuống bơi là ở gần cái chỗ mà cái tháp uh, cứu hộ là số 11 nhưng mà tìm được á thì nó là cái tháp số 3 thì cái khoảng cách bao nhiêu thì ở trong cái bản tin này người ta không có cho biết. À, tên của cậu bé cũng không có được uh, nêu ra ở đây, chỉ biết rằng là người ta cứ tìm từ tối đó từ tối của ngày 28 tìm qua ngày 29 rồi trong hình ảnh người ta cũng thấy rằng là rất là đông gia đình bạn bè ở đây người ta ngồi người ta chờ để xem uh, tung tích như thế nào thì đến ngày ngày năm tây thì người ta vớt được cái xác đó nhưng mà đến qua ngày hôm hôm qua tức là ngày 8 tháng 8 thì tin tức này mới được công bố ra ngoài để cho biết rằng là uh, gia đình đã người ta báo cho gia đình để đến nhận cái xác đó về và cũng một lần nữa nhắc là khi mà Mọi người xuống để mà bơi lội đó cho dù là đó là những vận động viên chuyên nghiệp thì cũng phải để ý cái vùng đó. À, nếu như mà nơi đó mà có những người mà cứu hộ ở sẵn á, thì hả bơi ở chỗ đó. Và nếu như gặp cái dòng nước xoáy tại nhiều khi cái nước mà nó nó bị xoáy người ta không có biết trước thì bình tĩnh để mà bơi song song theo cái chỗ mà nước xoáy như vậy chứ đừng bơi theo cái chiều ngược lại thì nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Ờ, bởi vậy khi mà cho con cái mà học bơi là một chuyện mà bé mà biết bơi những con con em biết bơi rồi chúng ta cũng phải dặn dò kỹ nữa đúng không chị mấy cái đó là mấy cái rất là cần thiết, dặn dò kỹ khi mà bơi, rồi giống như chị Lan nói có những người cứu hộ ngay đó, rồi thật sự là tuyệt đối mà chúng ta bơi ra xa, Ý là mình biết bơi mà bơi kiểu đó, nó nhiều khi có những cái trường hợp bất trắc, giống như giờ gặp những cái dòng nước xoáy này thì rất là khó để mà chúng ta bảo 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 đảm được cái tính mạng của chúng ta nó nó nó, nó, nó sống còn. cái vì... chuyện mà khi mà bơi mà không biết là Lê thái hay là quý vị gặp chưa? ví dụ như mình đang đang đứng cái chân mình đụng ở dưới là cát đúng ừ. không? ở biển đó mà cái dòng nước khi mà nó rút ra cái cát nó bị hụt á, tự nhiên mình mình bị chơi có nghĩa là thay vì mình nghĩ là mình đứng ở trên một cái cái chỗ nó cố định như thế này, nhưng mà nó rút ra cái tự nhiên cái chỗ đó nó nó xoáy xuống mà nó hủng xuống luôn đó, là một cái dạng của nước xoáy tự nhiên mình bị mất thăng bằng và nếu như người nào không biết bơi hoặc là họ, họ mất bình tĩnh có nhiều lắm thì họ sẽ bị chới với rồi có bị hụt cái nước xuống dẫn đến những cái chuyện mà mà, mà tai nạn bất thường ở trên biển như vậy cũng nhiều lắm nhà yeah. vương thưa quý vị ngày hôm qua thì ở công viên quốc gia Joshua Trees ở California của mình mới đăng cái công bố là một cái đoạn video về ba cái vị du khách ba cái vị khách du lịch này thưa quý vị là quốc tịch người Đức tại sao ba vị khách này đi du lịch ở Hoa Kỳ vào trong cái rừng quốc gia Joshua Tree này ở California và bắn súng sơn tùm lum chỗ hết chung quanh đây bắn súng sơn lên trên những cái biển báo quý vị thấy là những cái, cái biển báo ở trên đây mà theo những cái nhân viên ở bên đây là là có tổng cộng là hơn mười mấy chỗ hơn mười lăm cái chỗ mà người ta phát hiện ra là những cái dấu sơn này nó bắn nó dính vào trên đó là những cái biển báo nha chưa tính những cái biển mà những cái chỗ bờ dưới đất mà những cái khách du lịch này đã bắn trúng à, ngày 4 tháng 8 vừa qua thì một cái kiểm lâm à, người ta đã tuần tra tại cái khu cắm trại bên trong cái công viên này khi mà cái viên mà kiểm lâm này thấy một cái vết sơn màu vàng mới ở trên cái công trình và những cái biển báo gần đó thì uh, cái viên kiểm lâm này mà bắt đầu báo cho những nhân viên khác và bắt đầu đi kiểm tra thì người ta thấy là rất là nhiều những cái vết sơn bắn chung quanh ở cái khu vực mà uh, công viên quốc gia À, uh, cái biên bản mà đưa ra những cái nhân viên ở đây cùng với lại lực lượng lực, lực lượng mà cảnh sát những người mà kiểm tra người ta đưa ra đó thì là ba vị du khách này À, có mức phạt là tối đa là nếu như mà bị bắt lại đó là 6 tháng tù và khoản tiền phạt là 5.000 mỹ kim cho mỗi người à, và trong ngày hôm qua thì đến tối ngày hôm qua thưa quý vị thì đã bắt được ba du khách này sau khi mà người ta điều tra những cái vết sơn, uh, sơn bắn rồi thấy một cái chiếc xe đậu ở gần đó và cái chiếc xe đó khi mà người ta đến kiểm tra thì thấy tất cả những cái dụng cụ trong đó thì có một cái cái súng sơn mà những cái vị du khách này đã bắn những cái viên uh, sơn rồi một số ná cao su vốn được coi là những cái vũ khí mà bất hợp pháp và bị cấm trong tất cả các công viên quốc gia khi mà người ta đi du lịch tại Hoa Kỳ uh, và theo mà quyền kiểm tra uh, trưởng kiểm lâm trưởng của kiểu công viên này á ông nói rằng ấy cái việc mà chúng ta làm xấu cảnh quan dù nó có nhỏ đến đâu chỉ là một cái vết nhỏ thôi đều là vi phạm pháp luật nếu như chúng ta làm điều này đối với tự nhiên nhất là những cái công viên quốc gia mà nó mang tính chất là cả một thế giới người ta, uh, người ta rất là ngưỡng mộ, người ta rất là thích đến. Uh, như quý vị biết là Chose Street là một trong những công viên quốc gia mà hầu như là những cái khách du lịch nào trên thế giới đến Hoa Kỳ người ta cũng đến đây người ta tham quan. Hiện nay thì cái công viên Chose Street này là một trong những cái công viên uh, trở thành công viên quốc gia và một trong những cái uh, gọi là công viên của thế giới trong cái kỷ lục Guinness bởi vì nó rất là đẹp và nó được tạo ra nó được uh, mọi người người ta uh, đưa lên trong cái sách là công viên quốc gia vào năm 1936 uh, bao gồm có nhiều cái hạng mục trong đó là hạng mục tự nhiên và uh, ví dụ như là cái uh, sa mạc Mojave và Colorado cái diện tích của cái công viên này là 792.623 mẫu anh và đây là nơi sinh sống của hơn 800 loài cây thực vật bao gồm cả uh, những cái uh, cây cây mà chốt sơ mang cái tính biểu tượng của hoa kỳ của chúng ta từ xưa đến giờ và nếu như quý vị mà nào đã từng đi trôi truy một lần rồi chúng ta thấy là cái sự mà à, vĩ đại và vô cùng xinh đẹp của cái công viên quốc gia này. Hiện nay thì à, người ta cũng đang à, đưa ra những cái khuyến cáo đối với tất cả các du khách nào. Nếu như quý vị đi du lịch ở công viên quốc gia chúng ta nên cẩn thận tất cả những hành động. À, cách đây khoảng à, à, 6 tháng trước đầu năm vừa rồi thưa quý vị thì cũng có hai vị du khách đã bắt gặp là đến công viên quốc gia Hồ mít ở Nevada thì cái đoạn phim này cũng Lê Thái cũng đã đưa đến quý vị trong thông tin cà phê sáng là hai vị khách này đã phá hủy những cái tảng đá ở trên cái công viên này và đến ngày hôm nay người ta trích xuất camera người ta vẫn chưa bắt được hai cái vị khách du lịch này đã phá hủy cái công trình của cái công viên quốc gia ngay tại nơi đây. À, đây là một trong những cái thông tin mà Lê Thái nghĩ rằng là nếu như chúng ta đi du lịch ở những cái nơi nào đó thì nhớ là à, bảo đảm cái tính à, gọi là cái tính văn hóa rồi chúng ta phải à, giữ gìn biết giữ gìn cái à, cái gọi là thiên nhiên chung của của thế giới cũng như là của quốc gia và cũng phải là nói chung là nên có văn hóa chút xíu khi mà chúng ta đi tham gia du lịch ở những cái nơi này rất là không biết nói như thế nào tại nhiều người lạ lắm khi mà đến những cái nơi như vậy á họ chỉ muốn làm sao có một cái gì đó để thỏa mãn cái cái sở thích của mình thôi cho bất chấp nó là cái gì À, thưa quý vị bắt đầu từ chiều tối ngày hôm qua đó thì trên mạng xã hội chiều tối ngày hôm qua ở việt nam ở mỹ luôn trên mạng xã hội đã lan truyền một cái video clip rất là cảm động liên quan đến việc là có những cái người đi đường họ đã lao vào để cứu một người tài xế đang bị kẹt ở trong một cái quý vị đang nhìn thấy một cái tai nạn xe họ gọi là tai nạn liên hoàn tức là sao xe này đụng xe kia đâm vào xe nọ mà gần 8 chiếc như vậy ở trên cầu Phú Mỹ ở ở trên đường gần ở Thủ Đức á ở Thủ Đức ở Sài Gòn thì nói Thủ Đức xong người không biết là mọi người có còn nhớ ở đâu hay không thì khi mà cái Quý vị nhìn cái cảnh tượng này là nó đã khủng khiếp rồi Mà quan trọng là những cái có những cái đám lửa đó chuẩn bị nó bốc cháy Mà người ta lại có thể lao vào đây để cứu những người ở trong này ra à, Khi mà quý vị thấy cái người thanh niên này lao vào để cứu đó Thì làm sao biết được trong đó một hồi có một cái bàn tay dơ ra Và khi kéo được cái người ở trong này ra vừa kéo được ra xong Lao ra khỏi đây là đám cháy nó bung lên nó cháy thì cái chuyện này nó diễn ra như thế nào thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến là từ chiều tối ngày hôm qua ở trên mạng xã hội, trên các báo chí đã lan truyền một cái video clip liên quan đến hình ảnh của những người dân đã tham gia vào trong cái vụ là cứu những người cứu một người tài xế bị mắc kẹt ở trong cái chiếc xe mà nó bị bẹp dúm như thế này. Mà tai nạn này á là gồm cả 8 chiếc xe dính vào với nhau, từ xuất phát từ việc là một chiếc xe tải bị à, mất thắng thì họ không cách nào họ thắng được thì dĩ nhiên sau khó thì đâm vào xe này xe này tông vào xe kia thì chiếc xe ở đây á, là chiếc xe volvo họ nói là bị bẹp dính như thế này những người mà à, ngồi ở phía sau thì họ thoát ra được riêng người cái người lái xe tài xế á, bởi vì họ bị kẹt cứng họ không ra được thì lúc đó những người xung quanh trước khi mà những người lính cứu hỏa đến thì những người dân xung quanh những người đi trên đường họ đã kéo được những tài xế khác ra rồi thì đến chiếc xe này thì một người thanh niên mà bây giờ thì người ta đã tìm ra được anh này là ai chứ lúc đó lúc mà lan truyền thì chưa biết chỉ là anh dừng lại xong rồi anh nhảy lên anh hỏi là ô có ai có kéo có dao gì hay không rồi anh dùng cái cái tay anh gỡ miếng kính ra rồi sau đó anh dùng cái kéo mà ai đó đưa cho anh rồi anh cắt được những cái vướng ở phía đầu rồi một thấy một cái cánh tay của người cái người bên trong dơ lên rồi anh cùng với lại những người khác đó, kéo ừ. cái người tài xế đó ra và khi mà kéo vừa ra xong thì quý vị thấy lửa ở phía sau này nè bắt đầu là nghĩa là nó bùng lên là nguyên ở đây là thiêu rụi hết rất là kinh khủng nhưng mà cái điều quan trọng trong khi cái hiện trường tai nạn xảy ra xung quanh á nhiều người đứng livestream có nghĩa là chỉ cầm quay quay thôi mà những người này thì họ lao vào để mà họ cứu người ngay cả cái người à, tài xế mà khi mà được cứu ra đó ông nói ông còn không biết là có cái chuyện đụng xe tự nhiên đang chạy thì nghe một cái rầm một cái rồi là ông không biết gì nữa hết rồi đến sau đó ông cảm giác được những người ngồi phía sau thì thoát ra được rồi ông cảm giác được cái hơi nóng ở đâu nó đang bốc tới rồi đến lúc mà người ta kéo được người tài xế ra mà một điều cũng rất là kỳ diệu đó là cái người tài xế đó kẹt kẹt coi như là sau cùng ở trong đó không có thoát ra được lại là cái người không có bị thương tích gì nhiều cho nên thấy mới tại sao không bị gãy chân không bị gãy tay không bị cho nên lúc mà người ta kéo cái tay của cái anh đó ra đó ảnh mới ảnh mới cùng nhau để mà leo ra được chứ nếu như anh đó mà cái tình trạng mà anh đã bị thương thì anh cũng không thể nào mà thoát nhưng cái quan trọng là tại sao người ta có thể dũng uh, cảm đến như vậy uh, làm sao có thể mà không có bất chấp cái nguy hiểm của mình cho nên cái điều đó làm người ta cảm động lắm thì đây là cái người cái người thanh niên mà ngày hôm qua trên mạng xã hội ô anh đó là ai mà anh can đảm như vậy anh nói là ồ nếu mà người khác cũng sẽ làm như tôi làm thôi chứ không, không thể nào mà khác hơn được á thì anh chỉ là một người công nhân bình thường cũng đi làm như vậy thì trong cái trường hợp đây là một cái điều mình thấy quá là cảm động rồi cái chuyện mà tai nạn này thì nó À, đến bây giờ số người bị thương là bao nhiêu thì người ta cũng chưa có rõ ràng nhưng mà cái kẹt xe ngày hôm qua trên nguyên một cái đoạn đường ở cầu Phú Mỹ cái hướng đi Thủ Đức thì nó kéo dài rất là lâu và rất là đông. À, nhưng mà cũng rồi trong những cái hình ảnh này á thì mình mới thấy rằng um, người dân Việt Nam cái tính tò mò đó rất là wow. <laughs> rất là cao bởi vì trong cái lúc mà tưởng tượng như hồi nãy quý vị nhìn thấy nó sắp cháy như vậy vẫn có người không tìm cách thoát đi vẫn đứng đó quay quay video nhưng mà cũng phải nói là cũng nhờ một số video đó thì người ta mới biết ra được hành động dũng cảm này nhưng nguy hiểm quá khi mà xe mà nó bốc cháy nó nổ như vậy à, người ta đưa lên những cái hình ảnh để thấy à, những cái chiếc xe bắt đầu được câu ra nó, nó cháy làm sao thì mình cũng thấy quá là kinh khủng Ờ, ngày hôm qua thì em cũng thấy những cái đoạn video Mà do những cái cánh tài xế người ta quay được Khi người ta đi qua cái cung đường này à, Khi mà nó bị kẹt ở trên cái đường cao tốc đó thưa quý vị Thì một số tài xế là người ta chạy cái len Mà của xe gắn máy phía bên trong cái con lương này nè thì một số ông, ông 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 đang lái xe mà ông cầm cái điện thoại ông livestream luôn ông quay luôn từ ở dưới thành ra lê thái coi được hết những cái đoạn đó từ những cái xe ở dưới bị đẩy lên cho đến những cái xe bên trên thì lúc mình coi là đã bốc cháy rồi bốc cháy ngùng ngùng ngùng, ngùng là em xem được cái video đó thì có một cái người tài xế phụ bên kia nó ông lo ông lái đi ông lái đi ông ngồi ông quay hồi nó nổ một cái là banh cái xe của mình bây giờ cái đó là cái lời nhắc nhở của người kế bên à, cái tính tò mò của chúng ta cũng cũng khá cao khi mà chúng ta thấy rằng là nhiều cái vụ tai nạn á, không lo của người mà đứng livestream trước đã, rồi uh, tính người của người là tính sau thôi quý vị. Um, chị Lan đưa đến quý vị cái thông tin về tai nạn xe ngày hôm qua. Thì uh, ngày hôm nay chị Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái tai nạn mà đó là cái một chiếc xe Tesla Model S nó bị bốc cháy khi đang sạc điện. Uh, thoạt đầu khi mà chúng ta nghe là chiếc uh, xe điện Tesla mà nó bị bốc cháy khi đang sạc điện thì người ta nghe người ta sợ dữ lắm nhưng mà không phải thưa quý vị không phải là chúng ta sạc bằng cái điện ở nhà chúng ta bình thường hoặc là chúng ta sạc ở supercharge mà nó làm cháy mà đây là do cái người chủ của chiếc xe này chủ quan lấy cái dòng điện câu từ phía ngoài có nghĩa là dòng điện mà miễn phí có nghĩa là dòng điện không ổn định ở phía ngoài và câu nối để mà sạc xe cho đỡ tốn tiền điện và cái sự việc này nó đã xảy ra ở Mexico ngày hôm qua ở ở Tijuana thưa quý vị thì lính cứu hỏa ở đây người ta nhận được một cái cuộc gọi báo cháy và người ta khi mà tới nơi đó thì những cái lính cứu hỏa cùng lực lượng cảnh sát các người ta mới chứng kiến cái ngôi nhà nó cháy luôn có nghĩa là chiếc xe này nó cháy là nó bắt luôn cái ngôi nhà nguyên một cái ngôi nhà cháy toàn hoang hết thì khi mà à, người ta điều tra những cái người lính cứu hỏa người ta điều tra và cảnh sát người ta vào vội vào cuộc đó, thì người ta nói là do chủ xe đã kết nối xe điện trực tiếp với một cái đường dây điện và cái đường dây điện này đường dây điện ở ngoài free giống như là chúng ta câu nối điện mà câu câu free vậy đó thì người chủ nhà này đã không có bảo đảm về cái vấn đề mà tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các hướng dẫn sử dụng khi mà đi chiếc Tesla này và đi ngược lại những cái quy định những cái những cái chỉ dẫn của nhà sản xuất và tất cả đều bị thiêu hủy hủy chỉ trong vòng vài à, vài ba phút đồng hồ mà thôi các chuyên gia người ta nói rằng á về động cơ và pin của hãng Tesla đó người ta cho biết là cái cháy cái bộ pin mà lithium này á của xe điện á nó rất là khó dập tắt ngay tại chỗ vì khi mà có bình chữa cháy đa năng á là chưa và Fire Show thưa quý vị thì người ta nói là nó là nó phù hợp với pin nó cũng rất là khó chữa cháy khó dập tắt nó à, hiện nay thì khi mà cái pin mà EV này á nó, nó 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 cháy rồi đó thì khi người ta dập nó rồi thì nó lại bùng lên nó cháy trở lại có nghĩa là cái pin cái power của nó rất là mạnh chỉ có một cái cách mà là cái cách phương án thứ hai nếu như mà một chiếc xe điện mà nó bị cháy đó người ta phải đẩy nó xuống sông hoặc là phải cho nó xuống một cái hồ nước hoặc một cái hồ bơi nào đó, có nghĩa là nó chìm xuống dưới luôn thì mới có cơ may dập được cái cháy của cái pin mà lithium này. À, đây là một trong những cái giải pháp mà người ta nói rằng là những người chủ xe chúng ta cũng phần cần nên biết bởi vì đây là một trong những cái tai nạn nó có thể là một cái hồi chuông cảnh báo cho những người nào chúng ta đang lái xe điện không chỉ riêng là xe của hãng Tesla mà khi mà chúng ta lái lái xe đó thì nhớ rằng quý vị sạc điện á thì sạc một cái nguồn điện gọi là nguồn điện ổn định ở trong gia đình của mình mà à, cái đồ mà sạc ghim vô thì quý vị biết là Tesla lúc nào nó cũng có bán cái cái loại đó cho mình thì mình ghim vô mình sạc khi mà đầy bình rồi thì mình cũng phải rút ra khi mà mình kiểm tra ở trên cái màn cái, cái 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 màn hình của cái xe đó thì phải rút ra chứ không được để lâu cái đó người ta khuyến cáo rồi cũng không có nên sạc xe vào trong cái thời điểm mà cái khí hậu giống như ở Cali của mình nó quá nóng vào buổi trưa thì nó sạc xe nó cũng không tốt cho xe rồi quý vị sạc mà quý vị để lâu quá ở Supercharge người ta cũng có một cái cảnh báo là cái 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 cái, cái ý đồ thưa quý vị cái idol đồ đó là một trong những lúc mà quý vị vừa sạc xe xong mà lố ra một phút hai phút thì cứ một phút đó người ta tính quý vị một đồng một phút đó tính một đồng có nghĩa là cho quý vị là người nào mà ngồi trên xe ngủ quên lúc mà sạc xe đó thì cứ mà kéo dài 15 phút thì quý vị tốn 15 đồng, kéo dài 20 phút, 30 phút thì tốn 30 đồng. Thì đó là cái hình phạt, cái mức phạt mà Tesla người ta đưa ra cái ý đồ để cho người ta có thể là chúng ta control lúc nào ngồi trong xe chúng ta sạc. Thì chúng ta phải để ý là cái pin nó vừa đầy, phải rút ra liền. Và khi mà quý vị nghe này là không phải là uh, uh, sạc xe điện mà bị cháy nha. Cái này là do cấm cái nguồn điện vào cái nguồn điện không đúng thì nó mới bị cháy. Tại Lê Thái cũng lái Tesla khi mà đọc cái thông tin này hết hồn luôn quý vị sợ đúng không ai mà nghe test ai mà lái test là nghe thông tin này cũng sợ nhưng mà thật sự là do chúng ta không sạc đúng nguồn điện và trong báo cáo về cái tác động môi trường mới nhất thú vị thì cái hãng test là người ta chia sẻ đó là thống kê cứ mỗi triệu dặm xe điện chạy bằng xe của mình đó, thì chỉ có 7 chiếc xe bốc cháy mà thôi vì nhiều cái lý do khác nhau không phải về lý do mà do cái bình hay này nọ bảy lý do khác nhau và để so sánh thì cái chiếc xe nó chiếc xe mà điện nó bốc cháy thì nó vẫn cái khả năng nó cháy như xe xăng á, thì nó vẫn giảm rất là nhiều so với số lượng mà xe chạy xăng bị bốc cháy khi mà nó nó va chạm hay nó có một cái vấn đề gì trục trặc ở trên đường thì xe điện nó vẫn cái 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 mức độ và cháy xe nó nó giảm thiểu hơn so với xe gas khi mà người ta thống kê như vậy wow. nghe cũng sợ chứ Lê Thái nói là xe ờ à, đối với xe điện cái nguồn điện nó lúc nó cháy thì phải chỉ có chỉ có lao xuống hồ nước rồi đẩy nó xuống hồ nước thôi thì nó mới trời ơi lúc đó ở đâu trên đường phố lạnh thì có hồ nước để mà đẩy nó xuống mà mấy cái bình mà chữa cháy nhỏ 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 đó à, cũng không có giúp ích được gì chỉ có là nguyên một chiếc xe vòi rồng của sở cứu hỏa đến xịt thì may ra xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thì văn phòng thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California đã đưa ra một cái một cái lời cảnh báo rằng là sẽ cắt giảm hết những cái khoản tiền quỹ rót xuống các thành phố nếu như các thành phố quận hạt đó không giải quyết cái vấn đề các khu trại của người vô gia cư. Thì quý vị nhớ rằng là vào ngày 25 tháng 7 đó thì thống đốc tiểu bang California đã ra cái sắc lệnh hành pháp gọi là yêu cầu tất cả các thành phố, các quận hạt phải dọn dẹp sạch những cái lều trại của người vô gia cư mà đóng ở đây, đặc biệt là ở thành phố Los Angeles. Nếu như ở trên toàn tiểu bang California đó là có khoảng 180.000 người vô gia cư, nghĩa là đứng nhất hết trên toàn quốc. À, cái số lượng người vô gia cư ở tiểu bang California chiếm khoảng 1 phần 3 số người vô gia cư trên cả nước. Và trong 180.000 người vô gia cư của tiểu bang California, thì ở Los Angeles đã có đến 75.000 người. Oh. Có nghĩa là gần đến một nửa là tập trung ở Los Angeles. Thì dĩ nhiên cái county mà Los Angeles thì nó rất là lớn, nó lớn lắm. Và ngày hôm thứ năm á, ngày hôm qua người ta cũng thấy được cái hình ảnh của ông Gavin Newsom đi cùng với những thiện nguyện viên bắt đầu đi dọn dẹp rác, rưỡi rác tùm lum hết ở quanh những cái chỗ mà của người vô gia cư. Ông nói rằng là đây là một cái điều rất là cần thiết, rất là khẩn cấp phải giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì nó là sau khi cái chính sách ở tiểu bang California đưa ra rồi là như gì nhập cư rồi dẫn đến cái tình trạng rồi vô gia cư rất là nhiều. Thì có người thì người ta lên tiếng người ta bên vực cái điều này. Đó là cái nơi đã gian rộng vòng tay ra để đón tất cả mọi người, đặc biệt là từ sau Covid-19. Những người bị thất nghiệp, những người từ nơi khác đổ về rồi giờ cái lúc mà những cái chiến tranh diễn ra rồi những người nhập cư từ ở khắp mọi nơi đổ về nữa nhiều thì bây giờ nó đã quá đến lúc mà quá tải chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy những cái lều trại của người vô gia cư rồi cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái bộ mặt của tiểu bang ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố và đặc biệt là đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều những cái người buôn bán những cái cửa tiệm hàng quán khi mà phía trước đó người vô gia cư người ta cứ dựng cái lều trại thì ai mà dám vô. Rồi đến lúc mà ở khu vực mà Los Angeles nhiều nơi người ta nghĩ ra cái cách đó là họ đặt những cái chậu cây để mà cản trở bớt những người vô gia cư để cái lều trại đó thì lại cũng bị thành phố họ bắt dẹp đi, không có được để như vậy. Rồi rất nhiều vấn đề thì bây giờ khi mà cái lệnh hành pháp này của thống đốc tiểu bang Gavin Newsom đưa ra Dĩ nhiên bên cạnh những người ủng hộ thì có nhiều người phản đối. Nói rằng là tôi không hiểu là bây giờ nếu họ không dọn đi, tự nhiên đưa cho họ một cái giấy phạt 200 đô la lần đầu. Lần thứ hai đưa tiếp một cái giấy phạt 200 đô la. Đến lần thứ ba bắt họ bỏ vô tù với tội gì? Tội vô gia cư. Thì cái điều đó đối với họ nó nó không có ý nghĩa gì hết. Họ đâu có tiền. Mà ghi giấy phạt thì để làm gì? Tiền đâu họ đóng? Không có đừng đóng lần thứ nhất, không có tiền đóng lần thứ hai, đến lần thứ ba bắt vô tù, vô tù rồi chỗ đầu chứa mà tội thì là tội không có nhà ở thì có nhiều người người ta đưa ra những cái lập luận như vậy rồi ngay cả bà thị trưởng của thành phố los angeles bà nói là đây cũng không phải là cái vấn đề để mà giải quyết cái chuyện này mình phải có một cái biện pháp khác à, cái chuyện mà xây thêm nhà ở xây thêm uh, chung cư cho những người vô gia cư hoặc là với giá rẻ thì ngày hôm trước người ta cũng đưa ra một cái bản tin liên quan đến vấn đề này đó là sao cái chuyện mà xây dựng như vậy đó họ sợ là sẽ đưa đến những cái thất thoát hay là sẽ bị gọi là kiểm toán để coi sao cái bắt đầu nó có cái sự dè dặt mà cái sự dè dặt đó dẫn đến là nhiều cái công trình xây không có xong nó cái này nó dẫn theo cái khác rất là nhiều nhưng mà bây giờ thì ông thống đốc tiểu bang đã ra một cái lệnh rất là chắc nịch ai không dọn dẹp thành phố nào không dọn dẹp thì tiền cái ngân sách rốt xuống sẽ bị cắt cho nên người ta phải làm ờ trước đây thì cũng có một cái vài cái công trình mà ở tiểu uh, bang california chúng ta xây ra đưa ra để cho người vô gia cư homeless ở mà họ không chịu ở họ không chịu vô Mấy cái nhà nhỏ 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 cũng có thưa quý vị mà họ không chịu vô Họ nói họ ở không được rồi uh, họ cũng lại tiếp tục đi ra ngoài bằng cách là đi xin tiền này nọ hoặc là đi uh, tùm lum hết nhưng mà thật sự đa phần không phải là lễ thấy đánh đồng hết đa phần những người vô gia cư này nhiều người là trong những người nghiện ngập thành ra quý vị nào chúng ta xem những cái video đi dọc những cái đường phố đa, ở downtown ở los angeles mà quý vị thấy những cái khu mà trại vô gia cư phải nói mình đi qua mình bịt mũi luôn đó với cái sự, sự nhích nhác của nó rất là nhiều và đây là một trong những cái gọi là cái dự dự luật một cái một cái hành động rất là quyết liệt của thống đốc bang Gavin Newsom đưa ra trong cái thời gian vừa qua mà chuyện làm được hay không thì chúng ta cũng phải chờ đợi một một ngày nào đó, một ngày tới để mà xem thử coi nó sẽ diễn ra như thế nào và có giải quyết được phần nào cái vấn đề vô gia cư ở tiểu bang California hay không. Đây là một trong những cái vấn nạn. Nếu như quá nhiều như Lê Thái thì Lê Thái thấy là quá nhiều người vô gia cư hiện nay rồi nó gây ảnh hưởng rất là nhiều xáo trộn trong cuộc sống của mọi người. À, kính thưa quý vị, ngày hôm qua Lê Thái cứ đưa đến quý vị thông tin một cái người đàn ông bị bắt sau 47 năm ông ta giết chết ba cô gái bằng cách siết cổ bằng cái công nghệ DNA mà những cái vị cảnh sát người ta đã lật lại cái vụ án đó là những cái vụ án lạnh những cái vụ án nguội mà nó đã diễn ra trong quá khứ mà người ta chưa tìm được hung thủ chính xác nó nằm bỏ ngỏ ở đó người ta lấy ra ngày hôm nay thì có một cái vụ án này thưa quý vị một cái bà mẹ trẻ lúc mà lúc mà cô trẻ là cô mì 19 tuổi á cô đã giết cái đứa con của mình bằng cách là cô bỏ đứa con của mình vào trong cái thùng rác ở thành phố Riverside và sau 37 năm lẫn trốn người ta không biết người người hung thủ là ai, cái người đó là ai, người mẹ đó là ai của đứa trẻ đó thì bây giờ người ta đã tìm ra bằng cái công nghệ DNA luôn ở California. Cái người phụ nữ này đã bị bắt và đối mặt với cái cáo buộc về cái cái chết của một cái bé gái sơ sinh và cái thi thể của bé gái này được tìm thấy ở trong thùng rác cách đây 37 năm ở Riverside ở miền Nam California. Thi thể của bé tìm thấy vào ngày 13 tháng 10 năm 1987. À, một cái người đàn ông khi đó thưa quý vị lục lọi cái đồ tái chế ở trong cái thùng rác phía sau một cái doanh nghiệp trên cái block nhà 5400 ở đại lộ mà La Sierra ở thành phố Riverside khi mà khi mà ông này ông đang lục lọi thì ông phát hiện ra cái thi thể của bé gái sơ sinh này ở trong đó à, theo cái văn phòng mà giám định y khoa của quận Riverside người ta tuyên bố là cái chết này là một của cái chết của một trẻ sơ sinh đây là một cái vụ giết người và mặc dù cảnh sát Riverside ấy, Người ta đã điều tra vụ án trong suốt những năm qua, nhưng tất cả những cái đầu mối, những cái bằng chứng để thu thập đó, nó cạn kiệt và không xác định được cái nghi phạm là người nào. Và cuối cuộc điều tra cuối cùng nó khép lại cho đến khi mà sở cảnh sát người ta lập một cái một cái, cái gọi là một cái án, một cái đơn vị để mà điều tra những cái án mạng chưa phá vào đầu năm 2020. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái thế hệ mà thám tử, một cái thế hệ cảnh sát mới với những cái công nghệ hiện đại, có thể sử dụng những công nghệ phần mềm, rồi DNA, người ta có thể lật lại những cái vụ án trong quá khứ và cái cái nhóm thế hệ mà cảnh sát mới này người ta đang điều tra về cái chết của đứa trẻ và phát hiện ra thì nhờ cái công nghệ DNA này thưa quý vị các thám tử này người ta đã xác định được cái người mẹ của đứa bé tên là Melissa Jeans Allen Avila năm nay là cô này đã ba, 55 tuổi rồi khi mà cô thực hiện cái hành vi mà bỏ con mình ở trong thùng rác á, giết người á, là năm đó cô chỉ mới 19 tuổi mà thôi và khi mà cô sanh đứa bé ra như vậy cô bỏ vào trong thùng rác á là cái thời điểm đó là cô rời khỏi luôn cái thành phố đó luôn là cô không còn còn ở quận Riverside vào cái thời điểm mà cô vứt xác đứa con gái của mình ở đó à, vừa qua thì những người phụ nữ này thưa quý vị đã được tìm thấy ở Shelby ở Bắc Carolina và bị chính quyền địa phương người ta bắt giữ vì cái tội giết người và đã được đưa trở lại cái quận Riverside vào ngày hôm qua để mà cô phải đối mặt với những cái cáo buộc là giết con gái mình mà cách đây khoảng 37 năm và hiện nay là cô người đàn, người phụ nữ này đang bị giam giữ tại cái cơ sở cải huấn là Larry T. Smith ở Benning và giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoài là 1.1 triệu Mỹ kim và phải ra tòa vào tháng 9 sắp tới ngày 9 tháng 9 và đây là một trong những cái hành động mà chúng ta thấy rằng cũng rất là khó hiểu đối với một cái người mẹ mà nỡ nào mà bỏ đứa trẻ sơ sinh của mình vào trong cái thùng rác như vậy. À, cái thời điểm đó cô mới 19 tuổi thì em nghĩ rằng cái lứa tuổi đó cũng là lứa tuổi mà chúng ta nhận thức được cái vấn đề phạm tội về ý thức của một cái người của một con người, về một sinh mạng của một con người mà tại sao sống biết làm sao mà hành động như vậy. 19 tuổi vẫn còn rất là trẻ. Ừ. Thì có thể là lúc đó những cái đứa bé đó được sanh ra là ngoài ý muốn. Ừ. Cho nên cô đã có những cái trong khi hôm trước tin tức có đưa đó là đối với những người mà sanh con ngoài ý muốn như vậy mà muốn thì cứ việc là đem đến một cái bệnh viện hoặc là họ gọi, họ để lại đó thôi, người ta sẽ không hỏi danh tánh, người ta sẽ không truy cứu trách nhiệm, sẽ không làm gì được không làm gì hết nhưng mà có thể là nhiều người người ta không biết rồi người ta không cứ cái lúc nó còn quá nhỏ mà nhưng mà không ngờ rằng là 37 năm sau thì cái vụ này lại bị lật ngược lại cho nên mới thấy rằng là cái điều tra hoặc là có những người người ta nói là lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát là như vậy đó. Có nghĩa là làm bao nhiêu lâu rồi tự nhiên đến một lúc tưởng là quên lãng nhưng mà nó sẽ bị khui trở lại hết. À, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Ngọc Lan và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, bệnh dại cũng là một trong những cái bệnh mà nỗi khiếp sợ của rất là nhiều người từ xưa đến nay. Uh, sau khi mà người ta đã phát minh ra cái uh, gọi là cái kiếp uh, thuốc vaccine để phòng người dạy uh, cho những cái con động vật chó mèo hay những cái loài động vật khác uh, thì đó là một trong những cái bước ngoặt lớn của cái ngành uh, y tế của cả thế giới nhưng mà đến ngày hôm nay thì vẫn bệnh dạy nó vẫn tồn tại và quý vị nhớ rằng bệnh dạy nó không phải chỉ tồn tại trên những cái con động vật mà chúng ta nuôi những cái con uh, chó con mèo này nọ không thưa quý vị nó còn tồn tại ở những cái loài khác bằng chứng là cái con dơi này vừa qua thưa quý vị thì các viên chức y tế công cộng ở thành phố mà Pasadena người ta đang cảnh báo với lại tất cả những công chúng những người mà chúng ta uh, sinh sống tại cái khu vực này cũng như là vùng quận orange county đó thì về cái nguy cơ là mắc bệnh dạy sau khi mà những cái viên chức y tế ở thành phố này người ta đã tìm thấy một cái con dơi chết và cái con dơi này nó có kết quả xét nghiệm dương tính với cái căn bệnh chết người này căn bệnh dạy và hiện nay thì các viên chức của Sở Y tế Công cộng Barcelona người ta tìm thấy cái con dơi này đó là người ta nói là gần cái đường mà East Green và đường South Houston. Đây là cái con dơi đầu tiên người ta phát hiện được ở Barcelona và có kết quả xét nghiệm dương tính với cái bệnh dạy kể từ năm 2019 vừa qua. Ờ, nhiều người người ta nói rằng là, là những cái con dơi khác cũng sẽ có thể có khả năng mắc bệnh dạy trong khu vực. Và chuyên gia y tế người ta nói rằng là À, dơi là một trong những cái loài động vật duy nhất ở quận los angeles thường xuyên mang bệnh dạy và cái con động vật này á, là hoạt động mạnh nhất vào mùa hè và đầu mùa thu đặc biệt vào khoảng là tháng 8 hoặc là tháng 9 có nghĩa là vào tháng này và tháng sau có nghĩa là hai cái tháng mà cái con dơi này nó hoạt động mạnh mẽ nhất và bệnh dạy là một trong những cái bệnh gây tử vong hàng đầu trong tất cả những cái loại bệnh và nếu như mà chúng ta biết cách điều trị kịp thời chích ngừa hay là chúng ta biết làm những cái gọi là những cái thao tác về y tế khi mà chúng ta vừa mới bị con chó con mèo hay con dơi cắn này nọ đó, những cái con mang cái virus mà bệnh dạy đó thì nó có sẽ có thể là chữa trị kịp thời và chúng ta sẽ cứu được tính mạng bởi vì cái bệnh này là một trong những cái bệnh nguy hiểm nó có thể ủ bệnh trong một thời gian khoảng vài tháng hoặc là có khi có người bị ủ bệnh trong vài năm luôn mà không phát hiện ra mà khi đến chừng mà bệnh nó trỗi dậy thì là không có thể nào cứu cứu chữa kịp hiện nay thì người ta nói rằng chỉ có một cái vết cắn sức nhỏ từ cái da từ cái răng hoặc là cái móng của con dơi hoặc là bất kỳ cái loài chó, là mèo nào mà khi mà nó 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 cào người chúng ta đó thì quý vị nên tới tới ngay cái cơ sở y tế gần nhất rồi báo cho cái nhân viên y tế hoặc là bác sĩ để người ta can thiệp kịp thời và có những cái cách mà có liệu trình mà chúng ta chích ngừa cái bệnh dạy nếu như mà chúng ta lỡ bị những cái con chó, con mèo không rõ nguồn gốc mà nó cắn à, đó là một trong những cái khuyến cáo hiện nay của sở y tế thành phố barcelona cũng như là của tiểu bang california người ta đưa ra trong ngày hôm qua và nếu như quý vị nào mà thấy những cái con dơi, những cái con động vật nào mà bị chết á, mà nó chết ngoài đường thì quý vị cũng không nên đụng vào và báo ngay cho uh, Sở Y tế Công cộng địa phương hoặc là ở Barcelona qua số điện thoại là 626-792-7157 để mà uh, những nhân viên nơi đây người ta sẽ can thiệp tiệp, kịp thời. Và nếu như chúng ta tiếp xúc gần những con này rồi nhớ rửa tay bằng xà phòng hoặc là nói tốt nhất là quý vị không đụng chạm đến những cái con động vật này. Thưa quý vị, trưa ngày hôm qua vào lúc khoảng gần 3 giờ chiều thì đã có một vụ cảnh sát nổ súng bắn chết một người đàn ông ngay trước ngôi nhà của ông ta ở thành phố Ovai. Lúc mà cảnh sát nhận được điện thoại đó là khoảng 2 giờ 50 rằng là nó rằng có một cái vụ đang tấn công ở trên trên đường. Thì lúc mà cảnh sát tới nơi ở khu vực nhà này là ở Green Tree Land và Coral Tree Land thì cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông đang cầm dao và đang à, giống như là đang ráo riết tấn công một người phụ nữ ở phía trước. Thì lúc đó cũng là lúc cảnh sát hô lên rằng là người kia phải bỏ dao xuống vân vân, nhưng mà người đàn ông đó không có tuân theo mà nhào đến đâm liền người phụ nữ thì đó cũng là lúc cảnh sát nổ súng. Có nghĩa là cùng lúc đó, người đàn ông đâm người phụ nữ đó chết tại chỗ và cũng là lúc cảnh sát nổ súng thì ông đó cũng chết tại chỗ. Đó là cái sự việc nó xảy ra và dĩ nhiên đến bây giờ thì cảnh sát chưa cho biết đầy đủ những cái thông tin tên tuổi của những người đàn ông mà bị cảnh sát bắn chết cũng như là nạn nhân mà bị ông đó đâm chết chỉ biết rằng hai người đó người đàn ông và người phụ nữ là thành viên của một gia đình nhưng cái mối liên cái quan hệ của họ là cái gì là vợ chồng hay là cha con hay là bố con vân vân thì những cái đó thì người ta chưa có cho biết nhưng mà phần nhiều người ta đoán đó có thể là hai vợ chồng. Và cái vụ mà cảnh sát nổ súng ngày hôm qua ở ngay thành phố Oval là cho thấy là chỉ trong vòng một tuần lễ thôi là đã có hai vụ cảnh sát bắn chết người xảy ra ngay thành phố này. Quý vị nhớ là hôm đầu tuần thì chúng tôi mới đưa tin là một người đàn ông từng là cái người chăm sóc cho một người đàn ông mà bị bại liệt đó. Người đó đã đâm 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 cái người mà mình từng chăm sóc xong rồi sau đó cảnh sát phát hiện người đó đi ra ở ngoài đường và tay vẫn đang cầm cái con dao con dao mà dính máu như vậy là lúc cảnh sát hô lên thì người đó vẫn không có bỏ dao xuống mà lao về phía cảnh sát cho nên là cảnh sát đã bắn chết người đó trong vòng một tuần lễ mà hai vụ cảnh sát bắn chết người xảy ra tại cùng một thành phố vốn nổi tiếng là an toàn và là một trong những thành phố đáng sống ở nước Mỹ thì đó là cũng một cái điều rất là đáng sợ Bây giờ mà dở mở thông tin lên mà tìm thông tin thưa quý vị, hầu như là những cái thông tin về giết người, đâm chém, cướp bóc này nọ là nó nằm hầu như nó nhăn nhãn 80% trong những cái bản tin. À, rất là khó khi mà chúng ta mà không đưa những cái thông tin này bởi vì để cho mọi người chúng ta đề phòng. À, thưa quý vị, ngày hôm qua, sáng sớm ngày hôm qua, vào lúc 2 giờ 45 phút sáng đó, thì có một cái vụ án mạng, nó xảy ra một cái vụ tử vong, chứ không phải án mạng một vụ tử vong. Nó xảy ra tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare sau khi mà một cái người phụ nữ thưa quý vị cái cô này bị kẹt ở trong một cái băng truyền hành lý của tại cái sân bay này và những cái gọi là nhân viên cũng như là cơ quan quan chức ở tại cái sân bay này đã đưa tin cho cái à, tờ báo abc cũng như là sở cảnh sát địa phương và theo sở cảnh sát ở chicago người phụ nữ này vẫn chưa được công khai danh tính hiện nay là có cô này là 57 tuổi và theo phát ngôn của bộ lao động người phụ nữ này không phải là nhân viên ở trong sân bay này mà là một cái công dân ở phía bên ngoài đi vào. Mà không biết là trong bài báo người ta không nói là có phải là hành khách hay không uh, khi mà người ta xuống sân bay lấy hành lý hay là một cái người nào đó từ bên ngoài vào. Nhưng không nói về cái, cái 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 rõ về cái chi tiết này. Nhưng ngày hôm qua thì cái đội ứng cứu khẩn cấp người ta được gọi đến nhà ga số 5 uh, vào khoảng là 7 giờ 45 phút sáng sau khi mà cái sự việc nó xảy ra và khoảng 2 giờ mấy người ta trích xuất cái camera người ta thấy là cái người phụ nữ này bị kẹt ở trong cái băng truyền khi mà vướng vào cái hệ thống băng truyền để mà dùng để mà di chuyển hành lý. Và không hiểu là cái cách gì mà cái cô này bị kẹt như vậy thì người ta vẫn chưa đưa ra. Nhưng đây là một cái trong những cái hiện trường người ta cho thấy rằng cái người phụ nữ này đã tử vong vào lúc 2 giờ 27 phút sáng. Và ngay chỗ khu vực này người ta cũng đóng cửa, người ta niêm phong lại, không cho những người ra vào để mà cảnh sát người ta tiện trong cái việc điều tra. À, khu vực này được tuyên bố là một trong những cái hiện trường vụ án. Và nếu như có những cái thông tin cập nhật thì Lê Thái sẽ cập nhật tiếp cho quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng. Thưa quý vị, trong cho cũng trong ngày hôm qua là ngày thứ năm thì giới hữu trách người ta cho biết là họ đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ ở cái khu vực mà Grand Canyon. Và đây là cái thi thể thứ ba đã được tìm thấy kể từ cái ngày cuối của tháng 7. Thì cái 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 số này là không thể nói là nó nó ít được trong một cái thời gian rất là ngắn như vậy. Um, cái người mà phụ nữ được tìm thấy hôm thứ năm hôm ngày hôm qua đó uh, đã được xác định là đến từ tiểu bang New Mexico. Um, cái chỗ mà người phụ nữ này tìm thấy thì nó giống như cô này cô đi rồi cô bị bị lọt xuống á, nó cách cái cái mặt trên, cái mặt đường á, kêu là gì? Tự nhiên cái lúng túng. Cô bị lọt xuống ở cái độ sâu là khoảng 45 yeah. m. Um, dạ. Đây là cái lần mà thứ cô này là được nhìn thấy lần cuối cùng là vào ngày 3 tây tháng 8. Rồi trước đó vào ngày 31 tây tháng 7 thì người ta cũng cho biết là họ cũng đã tìm được một cái người thanh niên 20 tuổi đến từ South Carolina cũng là trong cái cái người này là gọi là trong cái quá trình mà đi truyền giáo thì lại bị trượt chân và rơi xuống ở cái độ cao là 120 mét rồi tử vong ngay tại đó. Rồi qua ngày hôm sau, tức là qua ngày 1 tây tháng 8, thì lại có thêm một người đàn ông 43 tuổi đến từ Missouri cũng đã tử vong khi mà đi ở đâu Đài... lúc mà chơi cái trò chơi giống như là nhảy từ ở trên cao xuống đó thì không biết vì lý do gì thì đã cũng bị trợt cũng rơi xuống ở cái mức độ độ cao là 150 m rớt xuống tức là khoảng 500 feet rơi xuống. À, thì trong những ngày qua người ta nói rằng là cái số lượng mà người chết ở trong khu vực này tính từ đầu năm đến nay á nó đã hơn hẳn số lượng người chết trong cả năm 2023 nghĩa là cái con số đó lên rất là nhiều và nó hơn hẳn cuối những năm trước nữa thì đây là một cảnh báo khi mà những ai mà đi đến những cái khu vực nó vừa là đẹp nó thu hút người ta đến để, để chơi nhiều trò chơi nhưng mà cũng nguy hiểm vô cùng à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, Dầu Gội Nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591 Quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV uh, trong chương trình Cà Phê Sáng và phần này là phần cuối thưa quý vị. Uh, di cư bất hợp pháp đây là một trong những cái uh, nỗi lo âu băn khoăn là vấn nạn của chúng ta trong nhiều năm qua uh, giữa hai đảng chúng ta vẫn chưa giải quyết được cái tình trạng này và cũng là một trong những cái đề tài luôn luôn lúc nào cũng được đưa ra trong vấn đề mà tranh cử bầu cử tổng thống ở mỗi nhiệm kỳ mà chúng ta thấy trong những năm qua uh, vừa qua thưa quý vị theo báo cáo từ ủy ban tư pháp hạ viện trong vòng chỉ 3 năm vừa qua thôi hơn 250 người di cư trong danh sách là theo dõi khủng bố đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp qua đường biên giới phía nam và ít nhất là ít nhất nha quý vị là có 99 người trong số những cái người này sau đó đã được cấp giấy phép ở lại Mỹ. Và báo cáo này cũng nêu rõ rằng là nhiều người di cư này đến từ các quốc gia nổi tiếng là có các nhóm khủng bố đang hoạt động rất là rầm rộ bao gồm cả Afghanistan Iraq và Syria là ba quốc gia mà có thành phần khủng bố mà đã gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ trong rất là nhiều năm qua. À, và những cái công dân này trong danh sách theo dõi khủng bố đã vượt biên đến từ 36 quốc gia khác nhau. À, vào tháng 6 vừa rồi thưa quý vị, à, thì có 8 người từ à, Tajikistan đã bị bắt vì có liên quan đến cái tổ chức khủng bố ISIS rồi ba người trong số này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng ứng dụng CBP One được sử dụng để mà lên cái lịch hẹn tại biên giới và được uh, phỏng vấn tại biên giới để được đi qua cái cửa khẩu uh, cửa khẩu của Hoa Kỳ. Một cái người khác uh, từ Uzbekistan, đây là một trong những người có tên trong danh sách theo dõi và đã được các quan chức thẩm tra uh, thả ra. Và cái người này khi mà được thả ra thì anh này sống trong sống ở trong nước Mỹ chúng ta 2 năm nữa rồi mới bị cơ quan thực thi di trú ở hải quan ICE bắt giữ vào tháng 4 vừa qua. Một người nữa đến từ Afghanistan cũng đã được các viên chức biên giới thả ra vào Mỹ vào tháng 3 năm 2023, rồi đã sống gần một năm ở Mỹ cho sau khi bị ICE bắt giữ vào tháng 2 vừa rồi. À, và đây là trong những cái vấn đề mà những cái ủy ban người ta chỉ ra vấn đề những cái người di cư sử dụng những cái giấy tờ giả, giấy tờ để mà vượt qua những cái bài kiểm tra biên giới và hệ thống để mà có thể bắt rồi thả ra, bắt rồi thả ra những cái người vượt biên xin tị nạn được phép chờ ở Mỹ như thế nào để mà được xét duyệt ở lại Mỹ. À, cái báo cáo này nó được ra đưa ra khi mà cái cuộc bầu cử tổng thống nó đang đến gần, à, chỉ còn có vài tháng nữa thôi và sẽ có một cái lần nữa à, hai cái người ứng cử viên tổng thống hàng đầu đó là ông Donald Trump và bà Harris sẽ ra à, để mà tranh luận với nhau thêm một lần nữa vào tháng 9 này. Thì hiện nay cả hai đảng ngay cả đảng Cộng hòa người ta cũng đang chỉ trích về rất là nhiều cái về cái thành tích của đương kim phó tổng thống cũng là ứng cử viên uh, tổng thống uh, để mà tranh luận tranh cử sắp tới thì nhiều cái chính sách của Đảng dân chủ cũng đang bảo vệ bà và nhiều cái chính sách của bên Đảng Cộng hòa cũng đang chỉ trích về rất là nhiều cái vấn đề, di cư trong suốt những cái nhiệm kỳ của cựu tổng thống à, của ông đương kim tổng thống Joe Biden. Nhưng mà chúng ta không biết rằng là thời gian sắp tới vấn đề mà di cư bất hợp pháp này nó sẽ được đưa ra trên cái bàn đàm phán, cái bàn bàn luận và tranh luận của giữa hai cái vị ứng cử tổng thống như thế nào và sẽ được giải quyết như thế nào trong tương lai có thể là hạn chế bất vấn đề mà di cư bất hợp pháp hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi. Bởi vì chắc chắn rằng là những người dân Mỹ chúng ta không bao giờ muốn chứng kiến cái cảnh mà 11 tháng 9 lần thứ hai nó xảy ra ở trong nước Mỹ. Bởi vì quá nhiều người, hơn 99 người nằm trong danh sách khủng bố của những nhóm khủng bố được thả vào Hoa Kỳ trong những 3 năm qua. Thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng mà nguy hiểm và đây là một cái mối đe dọa, cái mối lo cho người dân Mỹ như thế nào khi mà chúng ta phải đối diện với những người di cư bất hợp pháp này. Thưa quý vị, Ngọc Lan vừa mới nhìn thấy một cái bản tin mới được đưa lên trên báo Tuổi trẻ online ở Việt Nam và rất là ngạc nhiên khi mà người ta bắt được một cái người từng làm công quả cho một ngôi chùa ở quận 3 ở Sài Gòn, đó là chùa Kỳ Viên. Người Phật tử này làm công quả nhưng mà lại mê đánh bài, thua nợ nần cho nên đã lẻn vào trong ngôi chùa đó ăn cắp tiền của trụ trì mà cái số tiền người này ăn cắp lên đến cả tỷ đồng. Cả tỷ đồng Việt Nam tức là 40 mấy ngàn đô la. Theo như là cái lời khai á mà thường chùa ở Việt Nam trụ trì là thuộc phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải được có sự phân công ủy nhiệm có nghĩa là phải được công nhận. Rồi những cái chùa chiền ở đây đều là thuộc là tài sản của nhà nước, nhưng mà ông thầy trụ trì này sao tiền nhiều quá ở đây ông nói rằng là theo lời vị trụ trì nhưng mà trụ trì này không được nêu tên ra chỉ là một cái tên viết tắt cả không biết ai là ai hết trơn á à, ngày cuối tháng 7 31 tháng 7 thì vị trụ trì này phát hiện ở trong phòng ngủ bị mất tài sản là có 1.5 tỷ đồng tiền mặt 15.000 đô la 4 sổ tiết kiệm của ngân hàng ACB rồi hai sổ tiết kiệm của ngân hàng Sacombank rồi một cây vàng 4 số 9 cho nên là mới đến báo công an, thì khi báo công an rồi điều tra thì mới biết được là cái người mà lẻn vào lấy cắp là một người từng làm công quả trước đó, cái ông đó lấy cắp rồi chia cho bốn ba bà nữa cùng nhau để đánh bài. Nhưng mà một cái lạ nữa là đến khi mà à, người công an bắt để lấy lời khai thì cái người mà làm công quả đó đó, ông đó ông nói rằng sáu à, cuốn sổ tiết kiệm với cây vàng đó ông không có lấy tức là ông chỉ có lấy số tiền là nghĩa là kê khai ra là hơn 1 tỷ đồng tiền mặt 15.000 đô la rồi một đống sổ thì ông nói mấy cái sổ đâu không có lấy như vậy tức là 15.000 đô la và hơn 1 tỷ đồng tiền Việt Nam kia là ông nhận nhưng mà vị trụ trì này thì cũng rất là thương người cho nên ông làm đơn bãi nại ông nói là thôi 15.000 đô la kia khỏi trả trả cho ông cái số tiền mà 1 tỷ thôi thì không biết là cái sự việc này ông đầu bãi nại như vậy thì nhưng mà công an xử làm sao tuy nhiên người ta vào chắc những người mà vào đưa bình luận này cũng giống như ngọc lan họ thắc mắc họ nói rằng là ô ông thầy này sao nhiều tiền vậy ừ. à, rồi nếu mà cái tiền này có phải là tiền này có được nhà nước quản lý hay không rồi có người thì nói ô cái chùa này nghèo lắm họ xây hoài mới được có nhiều tiền cái họ xây theo kiểu chấp vá có tiền là họ lại xây từng chút từng chút mà xây mà ông thầy trữ tiền trong trong chùa lại nhiều nó vậy thì cũng đúng là trong thời gian qua những cái câu là không có gì giàu bằng là cái nghề mà đi tu đối với một số thầy á cho nên lê thái suy nghĩ đến chuyện này à, thưa quý vị à, cuối cùng là một bản tin liên quan đến thức ăn hàng ngày của chúng ta bản tin này cho nó nhẹ nhàng một chút xíu người ta gọi là các cái chuyên gia dinh dưỡng á nó là trong thời gian qua người ta quan tâm rất là nhiều đến cái chuyện là nên ăn cái gì, ăn sao cho nó khỏe, điều đó là tốt. Nhưng họ gọi là có 7 cái huyền thoại về thực phẩm mà các chuyên gia dinh dưỡng đề nghị mọi người đừng có tin. <laughs> 7 huyền thoại nhưng mà đừng có tin. Thì 7 cái huyền thoại này là cái gì? Họ nói à, thứ nhất á, là cái lầm tưởng đầu tiên á, là nói là đi chợ, đi chợ là chỉ nên quanh quẩn ở quanh cái quầy mà bán rau quả trái cây tươi thôi đừng có đi vô cái hàng mà bán những cái loại mà thức ăn hợp thức ăn đóng gói vân vân thì các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đó đó là một cái điều rất là sai lầm bởi vì ở Mỹ này chỉ có một trong số 10 người Mỹ là tiêu thụ đủ cái lượng rau củ trái cây hàng ngày mà được khuyến khích và 95, khoảng 95 phần trăm là không có đáp ứng đủ cái chất xơ mà đề nghị ăn hàng ngày chúng ta không ăn đủ rau không ăn đủ trái cây thì cái cách mà tốt nhất là người ta dùng những cái thực phẩm ví dụ như những cái viên thuốc gọi là uh, cái gì uh, supplement bộ là <laughs> uh, tự nhiên quên mất tên rồi. cái tên đó rồi những cái viên thuốc đó tức là người ta dùng rau củ ra rồi người ta ép lại nó ra được cái thực viên đó thực phẩm chức năng đó đó. đúng rồi thực phẩm chức năng thì nó bổ sung cho cái cơ thể mình khi mà mình ăn không có đủ nhưng mà đối với cái loại nước ép á, thì nó lại thừa rất là nhiều thay vì người ta yêu cầu mình ăn một trái cam thôi mà một trái cam ép ra nó được có một chút xíu nước dày cái mình phải uống một ly cái mình quất luôn là bốn trái thì đó là dư rồi cái sai lầm thứ hai đó đó là nghĩ rằng là ăn ít ăn ít calorie thì nó sẽ tốt cho sức khỏe người ta nói cái này cũng không có đúng ăn nhiều cái đồ ăn mà nó không có đủ như vậy nó làm cho mình đói mình đói cho mình sẽ ăn nhiều hơn cho nên ăn cái gì cũng phải là đủ đầy đủ thì nó mới là tốt cái thứ ba đó là về cái chuyện đó là ăn đường tự nhiên thì tốt hơn là ăn các cái loại đường gọi là đường hóa học ấy, hay là đường từ trong mật ong đồ ra thì các chuyên gia cũng nói rằng điều đó không có hẳn khi cơ thể mình cần đường thì mình cũng ăn đường nào cũng được nhưng ăn ở mức độ vừa phải mà thôi hay là bạn là hạn chế càng ít càng tốt à, cái thứ tư nữa đó là họ nói là về cái chuyện mà ăn muối ăn muối như thế nào đó rồi có một cái điều rất là là ngộ nữa là đừng ăn sau buổi tối thì cái ăn sau buổi tối này thế nào thì ngọc lan nghĩ thì tới mình sẽ quay trở lại với cái đề tài này khá là thú vị ăn sao tại sao nói là đừng ăn sau sáu bảy giờ nhưng mà người đã lỡ đi ngủ lúc 12 hai giờ thì sao ừ. Hả? cảm ơn ly thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự chúng theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới dạ vâng và sau thời um, sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để mà theo dõi tất cả các chương trình của đài xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai